là ai hù ghét nhưng gì mà đó. Xong rồi hù em hù xong rồi Duyên nó cứ ơi ơi Nobita, tại sao cậu lại nói mình hay nói nhiều? Tiếp tục với một cái câu hỏi nữa là mình sẽ kể về 5 điều mình thích và 5 điều mình không thích ở đối phương. Ba điều thôi, 5 điều nhiều quá không nghĩ được bây giờ luôn. Có nghĩa là tụi em hoàn hảo quá rồi, chứ là 5 điều là không ra đúng không? 3 điều thì ra cái gì phải không? Rồi bây giờ kể 3 điều mình thích ngọt ngào trước đi, rồi sau đó là mình chuyển sang cay đắng. Ok, 3 điều thích à? Để em nói trước nhá. Thứ nhất là giọng hay. Thứ hai là hiền. Hiền. Thứ ba là gì ta? Không, đang kiếm một cái từ khác, không phải tính cách nữa. Kiểu đẹp. Tìm cái khác. Đẹp. Thứ nhất là đẹp cho vừa lòng. Từ từ mình nghĩ bây giờ là nhẹ nhàng đó. Đơn giản. Ok, còn đối với Duyên, ba điều em thích ở Chai Son là gì? Đẹp trai. Đẹp trai. Okay. Em thích trai đẹp trai. Trời. Cái thứ nhất là rất là yêu động vật. Cái thứ hai là lành tính hiền á. Thứ ba là hết. Đẹp trai. Không nghĩ ra luôn. Rồi thì mới đủ 3 cái. Đẹp trai các bạn không thích á. Đẹp trai không thích. Tức quá. Thôi là Duyên không thích mấy bạn đẹp trai, hiểu không? Bình thường thôi. Rồi 3 cái rồi. Rồi 3 cái. Bây giờ tiếp tục 3 cái cay đắng nè, 3 cái mình không thích đối phương là cái gì? Vô. Em trước nhá. Cái gì nhỉ? Thứ nhất là nói bé, nói giọng nói bé, giọng mình nhỏ, nói nhỏ quá. Thì rất bình thường nói chuyện không nghe gì, lí nhí trong mồm. Rồi đồng ý. Điều thứ hai. Thứ hai là gì ta? Không thích à? Nói chung là không có gì chứ mồm. Well, từ từ nghĩ ạ. Rồi trong thời gian chờ đợi chuyện của Duyên, điều không thích ở Jason là gì? 3 điều. Cái thằng nãy em nói rồi đó. Đẹp trai. Đẹp trai. Rồi cái thứ hai. Cái thứ hai à? Hay giả giọng Doraemon. giả giọng Doraemon nữa. Xịn vậy. Rồi cái thứ ba. Nhiều. Ủa. Cái thứ ba là gì? Nói nhiều thôi. Nói nhiều. Ok. Ủa Jason, em nói được giọng Doraemon hay lắm hả? Đi nói cho anh nghe, nói cho anh với mấy bạn khán giả nghe coi. Anh thích mấy bạn nào nói giọng Doraemon lắm. Tuổi thơ nó ùa về liền. Ok ạ. Vô. Nói đi. Nobita, tại sao cậu lại nói mình hay nói nhiều? Suka, cậu làm cái gì vậy? Tại sao cậu lại như vậy? Đó. Ok. Dễ thương. Wow, hôm nay mới biết luôn nha. Cưng. Em hay nhảy không ở trên TV á. Rồi trong những cái nhân vật mà em nhảy giọng mà em thích nhất là đâu là nhân vật mà em thấy thích? Đấy cái giọng Doraemon ấy, mới lại một cái giọng nữa là giọng giọng mà phim trưởng ấy, lồng tiếng á. Mình biết là mình mà lén phén con cái là tao giết được nhà nó giống nào. Ok. Lần cái tên này đọc Hồng Nam đúng không? Vâng, nghe tiếng Nam. Rồi, hôm nay biết chuyện thú vị. Ok, bây giờ quay trở lại với lại Jason. Còn hai điều nữa không thích ở Hoàng Duyên là cái gì? Đầu tiên là nói nhỏ đúng không? Thứ hai là hay ở trong phòng, hay rú rú trong phòng. Một mình không trong có... phòng. Rồi, thứ ba là còn gì nhỉ? Không nghĩ ra nữa. Hay giật mình. Mà mỗi lần nó giật mình, hay giật mình. À. Ủa, hay
ra là tự nhiên nó thấy ghét em hay hù lắm, hay hù là hay hù nhưng mà xong rồi hù em hù xong rồi Duyên nó cứ ôi ơi cứ thế không giật giật mình, bình thường nói rất nhỏ nhưng mỗi khi hù là giật mình là hả như người đàn ông. Ok rồi, đó chính là ba điều thích và không thích của hai bạn. Rồi ở tay xong.